Đấy, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì nay có con máy khoan rút lõi ha, quay chia sẻ đến tất cả bạn ha. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Con này thì đến là gần gần cho anh em xem. Con này hoạt động hoàn hảo hết nha anh em. Con này nè, thông số là điện 100V nè, 1020W, nó chạy là 1000 vòng trên 1 phút ha. Nó khoan là từ lỗ 27 đến 120mm. Hiện tại cái cốt này đang là chắc 890 gì đó, 80 quá, 780mm gì đó anh em ơi. Cái mũi khoan này ha, đó, cái hiệu Hambe H-Ben gì nè, đó, màu đỏ rất là đẹp ha. Đây thương hiệu ở đây ha. Đó, có đường hơi vô, con này thì có đường hơi vô, thì công tắc on off trên đây ha. Rồi thì mình khởi động máy rồi mình khoan thử một lỗ cho anh em xem ha. Rồi ok, xuống khoan ra rồi. Thì con này mình cắm hơi vô nha anh em. Đây mình có cái đường hơi. Và lưu ý là điện 100V nha anh em ơi. Đây anh em nào mà khoan từ trên trần nhà, khoan rút lõi mấy cái trần là rất là ok. Mấy cái nhà 2-3 lầu gì đó, muốn khoan để đi đường ống, đi dây điện rồi đó, rất là ok nha. Đó, để test chạy không đi. Để xích ra đây đang khoan lõi cái này chưa. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi vô nha. Thì bình thường nghiêm với hơi vô mình xả hơi nè, đó hơi nó xì xuống đây nè. Đi rất ngọt nha anh em, tại mình không khoan nữa. Đi rất ngọt nha. Đó. Đá nó ăn đá luôn nha. Phải khoan nữa, khoan lủng cái tường. Ha. Thì nó chạy khi mà anh em xả hơi vô nó thổi hơi xuống nghe kêu tạch 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 nè. Đó. Ha, nó chạy nó quay thì nó kêu nữa ha. Đó, còn chạy không thì nó rất là ok, im ru ha, ngon lành. Thì con này thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Đó. Cảm ơn anh em đã xem video nha. À, mình báo giá luôn, con này giá 2,5 triệu nha anh em, giá chưa bao gồm ship, 2,5 triệu, chưa bao gồm ship.